Sáng ngày 19 tháng 8, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường C49 phối hợp cùng Cục Cảnh sát Kinh tế C46 và các thanh tra của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã bất ngờ ập vào ngôi nhà số 901 trên đường Âu Cơ, là trụ sở của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Thuốc Thú y Khoa Nguyên, phường Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện trên 300 loại sản phẩm thuốc thú y đang được các công nhân sản xuất đóng gói chuẩn bị xuất đi, đặc biệt là 30 thùng hàng đã được đóng gói có tổng trọng lượng khoảng 750 kg, chứa sản phẩm KN Samurai có chất tạo nạc, bụng đùi, nở mông vai. Trước đó, sản phẩm này đã bị phát hiện có chứa Sabutamol, một chất gây ung thư vú ở tỉnh Đồng Nai. Tại ngôi nhà 3 tầng là trụ sở của Công ty Khoa Nguyên. Tràn ngập ở các phòng là đủ các mặt hàng thuốc thú y cùng nhãn mát, chai lọ đựng hóa chất. Thuốc thú y được đong bằng tay, công nhân không có bảo hộ lao động. Các chất dùng để sản xuất thuốc thú y vương vãi ra sàn nhà, bốc mùi hóa học nồng nặc. Được biết, ngoài sản phẩm nghi có chứa Sabutamol, lực lượng liên ngành ban đầu đã phát hiện một số kháng sinh cấm. Hiện nay cái việc sử dụng cái chất tạo nạc, chất cấm Sabutamol trong cái nhóm beta amonit đang bùng phát, thì chúng tôi là cái tổ đặc nhiệm của Bộ trưởng cử xuống để xác minh và nắm rõ tình hình, đồng thời là xử lý, phát hiện và xử lý những cái trường hợp mà có sản xuất chất tạo nạc, đồng thời là tìm cái phương án để mà xử lý nhanh nhất những cái trường hợp mà người sản xuất cũng như người chăn nuôi sử dụng chất tạo nạc. Thì qua cái tài liệu của thanh tra Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Đồng Nai cung cấp, thì cơ sở này có sử dụng chất cấm Sabutamol trong cái sản phẩm Samurai, là cái sản phẩm thức ăn bổ sung được phép sản xuất của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, nhưng mà có cái chất cấm Sabutamol. Thì thanh tra Sở Nông nghiệp Đồng Nai đã xử phạt cái đại lý, và nay chúng tôi thực hiện truy xuất đến cơ sở sản xuất cái sản phẩm này. Thì sau thanh tra bộ chúng tôi làm cái đơn vị phối hợp rất là tốt với C49, C46 và A86 của Bộ Công an.